cho cháu nhỏ, trẻ 2 tuổi. Thì vì cái đường hốp của trẻ nó vừa bé vừa ngắn, niêm mạc của trẻ, đường hốp của trẻ rất dễ bị tổn thương. Cho nên nếu như theo phương pháp bên cũ mà chúng ta dùng cái ống nội quản này để chúng ta đặt vào đường hốp của trẻ, thì nó sẽ dễ gây tổn thương dây thanh âm cũng như gây tổn thương đường hốp. Và sau khi mổ xong có nguy cơ suy hô hấp của trẻ. Chính vì thế ở đây là chúng tôi không dùng ống nội cái quản để gây mê cho trẻ nữa, mà chúng tôi dùng mắt thanh quản. Mắt thanh quản này chúng ta không tác động vào đường hốc, nhưng chúng ta quản lý rất tốt đường hốc và chúng ta đặt ở miệng. Và chúng ta đặt ở miệng như thế này thì nó quản lý rất tốt đường hốc rồi, thì trong cả quá trình gây mê hoàn toàn ăn yên tâm cho trẻ, từ trong quá trình mổ cũng như sau mổ. Còn ở đây chúng ta đưa một ống vào đường hốc, bản chất của đường hốp là chỉ được cho cái phần vô hình đi qua, tức là không khí đi qua. Nhưng nếu như chúng ta đưa một cái ống này vào thì nó sẽ dễ gây tổn thương đường hốp. Sau khi sau mổ và cuộc mổ càng kéo dài bao nhiêu thì khả năng tổn thương càng lớn bao nhiêu. Chính vì thế chúng ta phải dùng cái mắt thanh quản này để chúng ta gây mê cho trẻ, và chúng ta biến cái gây mê từ khó khăn chúng ta, tức là đặt ống nội quản khó cũng như rút ống nội quản khó, thì chúng ta đưa cái ống đặt cái mắt thanh quản này vào ở miệng là cấu trúc niêm mạc miệng, là chúng ta có thể đưa cả quả ổi vào cái gì, nhưng cấu trúc của đường hốc chúng ta chỉ được phép đưa khí đi qua, thành phần vô hình đi qua. Nếu chỉ có khí sạn nhỏ thôi, chúng ta đã ho sặc sụa. Và chính vì thế cho nên cái mắt thanh quản này ưu việt tuyệt đối so với ngoài ống nội quản. Và chính từ khi có mắt thanh quản này, chúng tôi đã mổ cho những đứa trẻ 3 tháng tuổi, 2 tháng tuổi bằng mắt thanh quản. Sau khi mổ xong không có vấn đề gì suy nghĩ về suy hấp của trẻ sau mổ. Đây là giai đoạn mổ sau, chúng ta ở giai đoạn thăm mê. Khi mà bệnh nhân còn đang ngủ, mắt thì còn quản lý rất tốt được không? Và đến khi bệnh nhân tỉnh thì mắt thanh quản hết vai trò, cơ thể tự bảo vệ tốt được không, thì mắt thanh quản sẽ bị lưỡi đẩy ra ngoài. Chúng ta không phải hút đường dãi trong giai đoạn thăm mê, không cần quan tâm gì nhiều về đờm rãi, không sợ co thắt của bệnh nhân trong giai đoạn thăm mê. Cho nên chúng ta đã biết cái gây mê cực kỳ tốt ở chỗ là ở giai đoạn thăm mê là giai đoạn rất nguy hiểm, vì lúc bây giờ các thầy thuốc ở vị trí bị động. Ở giai đoạn này nếu chúng ta đặt ống nội quản và đặt thì nó sẽ dễ gây co thắt này, tăng cái đờm rãi này, nhưng mắt thanh quản không có những dấu hiệu đó, cho nên rất an toàn tuyệt đối. Bây chúng ta sẽ chờ đợi theo dõi bệnh nhân phát hiện. Rất nhẹ nhàng.